đang lần cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao mình tính luôn giữ tay để sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức phú nhà vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, chiều người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương quốc đồng, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đất nước của mình